Lúc này, Thanh rút xăng từ xe máy ra một can nhựa, sau đó đổ lên người chị Oanh. Thấy vậy, chị Oanh bỏ chạy thì Thanh đuổi theo, tiếp tục hất xăng lên người rồi bật quẹt ga để đốt. Khi lửa bốc cháy, Thanh không chịu dừng lại mà tiếp tục hất xăng lên người chị Oanh. Bị than phiền khi đi nhậu về khuya, chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng. Dông lốc làm lật thuyền nan, 4 người dân mất tích. Vụ chìm xà lan ở Quảng Ngãi, bất thường danh sách thuyền viên trên tàu. Mượn 10 cây vàng sau 14 năm xin trả bằng tiền gốc. Bị than phiền do đi nhậu về khuya, chồng đổ xăng đốt vợ mang thai 8 tháng. Chiều ngày 24 tháng 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hồ sơ và đối tượng Trần Nam Thành, sinh năm 2001, từ Công an huyện Krông Năng để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình sinh sống, Trần Nam Thành và vợ là chị Đặng Thị Phương Oanh, sinh năm 2002, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau chỉ vì Thành hay đi nhậu về khuya. Chiều ngày 22 tháng 11 năm 2023, chị Oanh nói chuyện với Thành về việc hay đi nhậu nên giữa hai vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Lúc này, Thành rút xăng từ xe máy ra một can nhựa, sau đó đổ lên người chị Oanh. Thấy vậy, chị Oanh bỏ chạy thì Thành đuổi theo, tiếp tục hất xăng lên người rồi bật quẹt ga để đốt. Khi lửa bốc cháy, Thanh không chịu dừng lại mà tiếp tục hất xăng lên người chị Oanh. Khi thấy lửa đã cháy quá lớn, Thanh đã dùng nước dập lửa đang cháy trên người vợ. Chị Oanh được đưa đi bệnh viện để cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng ở chân, cổ, mặt, tai, chiếm diện tích 23% cơ thể, tỷ lệ thương tích là 27%. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, chị Oanh đang mang thai tháng thứ 8. Dông lốc làm lật thuyền nan, 4 người dân mất tích. Trao đổi với báo chí ngày 25 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào rạng sáng cùng ngày tại khu vực sông Chanh, đoạn giáp ranh giữa khu vực Hà An và Phong Hải, xảy ra vụ việc thuyền nan chở nhóm người dân ra khu vực nuôi trồng thủy sản bị dông lốc đánh đắm, khiến 4 người mất tích. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn vào khoảng 5 giờ 10 phút ngày 25 tháng 4, trên thuyền có bà Nguyễn Thị Tuyên, 45 tuổi, chủ phương tiện, cùng 5 người dân khác đi làm thủy sản. Khi di chuyển từ bến đò Phong Hải sang bến đò Hà An qua sông Chanh đến khu 12, phường Hà An, thì gặp dông lốc làm lật thuyền khiến 4 người mất tích. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định những người mất tích gồm Nguyễn Thị Hương, 42 tuổi, Nguyễn Thị Mơ, 41 tuổi, Nguyễn Thị Nghĩa, 45 tuổi và Dương Thị Cường, 58 tuổi. Riêng bà Tuyên và bà Nguyễn Thị Nhịp, 44 tuổi, bơi được vào bờ và được cứu hộ an toàn. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng của phường Hải An cùng thị xã Quảng Yên huy động hơn 250 người cùng 12 tàu xuồng để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. Đến 8 giờ 30 ngày 25 tháng 4, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân. Vụ chìm xà lan ở Quảng Ngãi, bất thường danh sách thuyền viên trên tàu. Thất thểu từ tỉnh Long An di chuyển ra Quảng Ngãi để nhận diện người thân, ông Lê Văn Trung cho hay. Sáng 25 tháng 4, ông xem trên báo thì hay tin có tai nạn xà lan. Linh tính mách bảo điều chẳng lành và cộng thêm trước đó, ông nghe thuyền trưởng Phạm Văn Hiệp có báo em rể của ông tên là Võ Văn Sông có đi trên chuyến tàu đó. Sau khi được Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang thăm hỏi động viên, ông Trung được cho xem hình ảnh các thi thể tử vong trên biển được tìm thấy. Ngay tức thì người đàn ông đang rắn rỏi bỗng như khuỵu ngã. Đó chính là em tôi, không thể sai được. Ông Trung chỉ tay về bức ảnh được chiếu trên màn hình máy tính và cho biết các hình ảnh của hai trong số ba thi thể cũng là người quen ở cùng xã. Theo ông Trung, qua hình ảnh, ông nhận diện được hai người còn lại là Đặng Văn Nhung, 40 tuổi và Đặng Văn Ước, 57 tuổi. Ông Nguyễn Minh Tuấn, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Linh cho biết, ông không nắm được có bao nhiêu người trên tàu vì số người nhiều hay ít do thuyền trưởng tự sắp xếp. Qua điện thoại, vợ thuyền viên Đặng Minh Phương cho biết, vợ của ba thuyền viên Phạm Văn Hiệp, Đặng Văn Nhung, Đặng Văn Ước cũng đang ở đây, mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ đưa người thân về quê an toàn. Ngày 23 tháng 4, ông Minh Phương có gọi điện về báo mới sửa máy tàu xong và sắp nhổ neo, trên tàu có 4 người. Như vậy, so với khai báo đăng ký ban đầu của đơn vị thuê tàu với cơ quan chức năng Cảng Kỳ Hà, thì các tên của thuyền viên trên tàu không đúng. Cụ thể, trong khai báo, 3 thuyền viên còn lại gồm Võ Tấn Khương, Võ Văn Nhiều và Bùi Minh Trí. Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Tuấn, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Linh, chủ tàu kéo xà lan cho biết, trong hợp đồng chỉ thuê ông Phạm Văn Hiệp làm thuyền trưởng, còn ông Hiệp gọi thêm hai người đi trên tàu thì công ty không nắm được vì có thể thuyền trưởng tự kêu và thực sự những người này có đi hay không thì công ty không rõ. Sự việc đến nước này tài sản cũng mất hết rồi, chỉ mong kiếm được người thôi. Chúng tôi chỉ nghe 5 người trên tàu chứ không biết chính xác là bao nhiêu, ông Tuấn nói.
Ngay trong đêm 24 tháng 4, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang yêu cầu trước mắt phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tổ chức bảo quản tốt thi thể các thuyền viên và tạo điều kiện thuận lợi đưa người nhà các thuyền viên đến Quảng Ngãi để nhận diện lần nữa. Đồng thời hỗ trợ tối đa về phương tiện để đưa các thuyền viên xấu số về quê an toàn. Đối với thuyền viên nghi mất tích, các lực lượng tiếp tục tổ chức tìm kiếm. Các cơ quan liên quan vào cuộc xác minh điều tra làm rõ vì sao có sự thay đổi danh sách thuyền viên trên tàu, Thứ trưởng chỉ đạo. Mượn 10 cây vàng sau 14 năm xin trả bằng tiền giá gốc. Câu chuyện mượn 10 cây vàng trả lại theo cách nào được bàn luận sôi nổi với hàng ngàn lượt chia sẻ trên mạng xã hội trong thời buổi giá vàng đang leo dốc. Theo đó, một người dùng Facebook ẩn danh đăng bài mong cộng đồng mạng tư vấn với nội dung. Năm 2010, mình có vay của anh chị chồng 10 cây vàng, giá vàng khi đó là 36 triệu đồng một lượng. Khi vay, anh chị cũng nói tính tiền ra là 360 triệu và bảo vợ chồng mình mỗi tháng trả lãi cho anh chị là 2 triệu, còn gốc khi nào có thì trả. Vợ chồng mình trả lãi đầy đủ hàng tháng. Đầu tháng 4 này, vợ chồng mình bán được miếng đất nên gom tiền trả, anh chị lại đòi phải trả 10 cây vàng. Giờ vợ chồng mình muốn trả tiền, còn anh chị đòi vàng. Mong cả nhà tư vấn giúp mình để anh chị đồng ý nhận tiền, chứ giờ đòi vàng giá cao quá mình trả không nổi. Bữa giờ hai nhà cãi nhau rất căng, anh chị luôn miệng nói vợ chồng mình ăn cháo đá bát, không biết điều. Sau khi bài viết được đăng tải, hàng loạt hội nhóm tài khoản cá nhân đồng loạt chia sẻ, nhiều ý kiến tranh cãi nổ ra. Theo đó, tài khoản Phạm Quỳnh Trang cho rằng, mặc dù mượn vàng, nhưng anh chị đã quy vàng ra tiền để lấy lãi 2 triệu đồng một tháng. Mức lãi suất này vì là người thân nên mới thấp hơn vay ngân hàng tại thời điểm đó, vì vậy trả tiền là đúng trong trường hợp này. Nhiều tài khoản cho rằng vì giá vàng tăng cao, anh chị chồng đã nảy lòng tham mới bắt người em trả vàng. Tuy nhiên, rất nhiều người trái quan điểm. Tài khoản Phương Dung cho rằng người cho vay không tham trong trường hợp này. Lãi suất năm 2010 đến 2011 là hơn 16% một năm. Tiền với vàng để không mốc không hỏng. Đây cho vay lãi tình cảm có 2 triệu đồng một tháng, tính ra hơn 6% một năm, bằng 1/3 ngân hàng mà còn bị bảo tham. Sao không ra ngân hàng vay, xem có ngân hàng nào cho vay không? Tài khoản này tranh luận. Nhiều người còn nhiệt tình đứng ra viết tóm tắt và phân tích câu chuyện mượn vàng trên giấy rồi đưa ra kết luận. Nhưng dưới những kết luận đó lại càng nổ ra tranh cãi nảy lửa hơn. Lộ tẩy Trung tướng Công an Trẫm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Lê Văn Sự, sinh năm 1979, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do không có công ăn việc làm ổn định, thiếu tiền chi tiêu cá nhân, nên khoảng tháng 3 năm 2024, Lê Văn Sự đã nảy sinh ý định giả danh công an để lừa đảo. Thực hiện tội phạm, Sự giới thiệu với nhiều người anh ta là Trung tướng Công an, có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài và cần có tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công, Sự sẽ cho chủ tài khoản hưởng 0,5% số tiền giao dịch. Tuy nhiên, chủ tài khoản phải đưa cho Sự số tiền 20 triệu đồng để nâng cấp tài khoản VIP. Một trong những người bị Sự nhờ đi quảng bá vị trí của anh ta là chị Hương, sinh năm 1971. Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2024, Sự đã chiếm đoạt tổng số tiền 170 triệu đồng của 5 bị hại ở nhiều tỉnh thành, trong đó có ông Thiên, sinh năm 1965. Ngày 7 tháng 3, thông qua chị Hương giới thiệu, Sự quen biết và gặp ông Thiên. Tại đây, đối tượng giới thiệu là cán bộ công an mang cấp hàm trung tướng được cử xuống thành phố Hạ Long để làm nhiệm vụ. Sự nói đang có nguồn tiền hợp pháp từ nước ngoài muốn gửi về Việt Nam và đề nghị ông Thiên cùng bạn bè cho mượn tài khoản ngân hàng để nhận nguồn tiền ở nước ngoài. Hứa hẹn khi giao dịch thành công, ông Thiên sẽ được nhận 0,5%. Do chuyển số tiền lớn nên ông Thiên phải đưa 20 triệu đồng để Sự nâng cấp tài khoản VIP. Khi nâng cấp được thì số tiền này sẽ tự động chuyển vào tài khoản cho ông Thiên. Từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3, ông Thiên đã nhiều lần đưa cho Sự tổng cộng 90 triệu đồng. Sau thời gian chờ đợi không thấy tiền đâu, biết bị lừa nên ông Thiên đã đến công an thành phố Hạ Long tố cáo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.